chào cả lớp. Mời cả lớp ngồi xuống. Tôi ngồi. May mắn. Mời hội đồng tự quản lên làm việc. Thời điểm bắt đầu chơi đến khi kết thúc trò chơi thì
lấy thời điểm khi kết thúc trò chơi trừ đi thời điểm bắt đầu. Vậy là bạn Mạnh đã xem đồng hồ. Thế Nguyễn Ngân, cậu đã làm thế nào? Cậu ước lượng hay cậu xem đồng hồ nhỉ? Tớ cũng chỉ có ước lượng thôi vì tớ không ăn đồng hồ. Rồi, hỏi cảm bạn. Theo tớ nghĩ thì chúng mình đã dùng hai cách. Cách thứ nhất là xem đồng hồ. Cách thứ hai là mình sẽ ước lượng. Nhưng theo tớ là người điều khiển nên là trước khi đặt ra câu hỏi tớ đã quan sát đồng hồ rồi. Và tớ thấy câu trả lời của bạn Mạnh là chính xác nhất. Vì bạn Mạnh xem đồng hồ nên là bạn Mạnh sẽ có khoảng thời gian chính xác hơn các bạn. Thế bạn Nguyễn Ngân ra 240 giây. Bạn Vinh thì ra 4 phút đúng không? Thì bạn nào chưa tớ biết thì mối quan hệ giữa hai cái thời gian này là như thế nào? Nó bằng nhau hay nó kém nhau như thế nào? Mời Phương Thảo nào. Thời gian của Nguyễn Ngân thì ít hơn thời gian của bạn. Ít hơn, đấy là ý kiến của bạn. Thế ý kiến của bạn Mai thế nào? Theo tớ thì thời gian của bạn Vinh bằng thời gian của Nguyễn Ngân. Đúng rồi, thời gian của bạn Vinh bằng thời gian của Nguyễn Ngân. Tại vì của bạn Vinh là 4 phút mà 1 phút có bao nhiêu bảo vệ? 2 x 4 thì sẽ được 250 giây. Đúng rồi. Vậy trong các bạn ở đây thì bạn nào ước lượng chính xác nhất nhỉ? Bạn nào ước lượng chính xác nhất? Mai. Đấy là bạn Mạnh xem đồng hồ. Còn bạn nào ước lượng khi bạn Nhi ước lượng hay bạn Nhi xem đồng hồ nhỉ? Ước lượng. Bạn Nhi ước lượng 3 phút 55 giây. Vậy bạn Nhi ước lượng chỉ còn kém mỗi 5 giây thôi. Bạn Nhi ước lượng rất là chính xác đúng không? Bây giờ đã xong phần khởi động thì để thoải mái hơn nữa thì tôi xin cả lớp tràng tay nữa nào. Hội đồng tự quản vừa tổ chức cho chúng ta chơi một trò chơi và có nhắc đến những đơn vị đo thời gian. Vậy bài hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập về đo thời gian. Chúng ta học bài 103. Ôn tập về đo thời gian. Mục tiêu hôm nay là gì? Mục tiêu hôm nay chúng ta phải là ôn được cách viết lại các đơn vị đo thời gian này và xếp từ nhỏ đến lớn. Chúng ta còn biết được các công cụ thời gian, chúng ta sẽ ôn lại các quan hệ giữa một đơn vị đo thời gian. Biết chúng ta còn phải biết được thứ đo thời gian dưới dạng số thập phân. Rồi, đấy là ý kiến của bạn Thảo. Thế vậy bạn Hùng? Đó là biết được các đơn vị đo thời gian và sắp xếp được từ nhỏ đến lớn, biết được các công cụ đo thời gian, quan hệ giữa một số đo thời gian, giữa số đo thời gian dưới ra số thập phân. Rồi, vừa nãy hoạt động 1 thì chúng ta sẽ chơi trước lớp rồi, bây giờ chúng ta vào hoạt động số 2. Bạn nào có thể cho cô giáo biết bài hôm nay có những mục tiêu nào? Xin mời Minh Anh. Dạ vâng, bài hôm nay chúng ta phải ôn lại được các đơn vị đo thời gian, chúng ta kể tên được các đồ dùng đo thời gian, rồi là chúng ta biết được mối quan hệ giữa các số đo thời gian. Đấy, ý kiến của con ạ. Có bạn nào bổ sung gì không? Rồi. Thưa cô, là chúng ta cần phải vận dụng số đo thời gian về cách và cách xem đồng hồ, cách đọc, cách viết và cách kể toán ạ. Rồi. Thế chúng ta cùng thực hiện bài hôm nay theo cái mục tiêu chúng ta đã đưa ra. Xin mời.
bạn lấy vở giấy ghi tất cả các đơn vị đọc thời gian. Mình nghĩ là 60 tích tắc thì bằng 1 giây. 2 phút bằng 3 giây. Bạn tớ cần cứu trợ. Tớ muốn hỏi cậu là 90 tích tắc thì bằng 1 giây hay là 60 tích tắc thì bằng 1 giây? Cái này tớ cũng không biết. Tớ nghĩ là 60 tích tắc thì bằng 1 giây. Nhưng bạn Nam lại bảo là 90 tích tắc thì bằng 1 giây. Để đoán là không phải đâu. Tại vì các đơn vị đó khác đều là 60 giây thì bằng 1 phút, 60 phút thì bằng 1 giờ. Cơ mà nhưng có ý kiến là phút giờ thì đổi ra ngày thì là 24 giờ bằng 1 ngày. Thì nó đủ ra 24 1 tuần thì có 7 ngày. Nhưng đấy là đơn vị đo khác nhau. Mình là đang đơn vị đo là thời gian là giờ, ý tớ nói là giờ ấy. Nhưng mà tớ muốn, theo tớ nghĩ là 60 tích tắc thì bằng 1 giây. Ý kiến là thế. Nhóm tớ đã tìm được đồng hồ và lịch. Các cậu có bổ sung gì nữa không? Thì tớ nghĩ đồng hồ và lịch chưa đủ đúng không? Còn gì nữa không nhỉ? Tớ nghĩ là điện thoại thì cũng để xem giờ. Và tớ muốn biết nhiều công cụ hơn nữa thì chúng mình sẽ hỏi cô nhé. Kéo cô lên cô là ở hoạt động 3 vừa rồi thì nhóm con đã tìm được những công cụ là đồng hồ và lịch. Nhưng mà theo con thấy thì đồng hồ và lịch chắc là vẫn chưa đủ các cái công cụ để đo, thì theo cô còn có những gì nữa ạ? Theo em thì nhóm em chỉ tìm được. Em đã học rồi thì em biết là cái công cụ nào dùng để đo thời gian. Đồng hồ máy tính tay đo. Đây là công cụ của theo con cách gáy cô có thể là ước lượng. Không, nó hỏi là công cụ đúng không? Vâng. Mình suy nghĩ kỹ lại. Nếu không có thì mình chỉ cần kể đến thế thôi. Vân vân đúng không? Có 3 chấm à? Đâu là 60. Chứ sao? Tại sao lại như thế được tất cả vậy? Rồi các đơn vị đo là 60 giây thì bằng 1 phút. Tớ lại ra 60 cơ. Tớ nghĩ là 60. Trong khi đợi cô thì mình báo cáo các đơn vị đo đi. Mình mời cặp của bạn từ báo cáo. Vé lớn là giây, phút, giờ, ngày, tháng, năm, thế kỷ. Tớ nghĩ cậu bỏ qua một đơn vị rồi đấy. Tuần. Đúng không? Thôi cô bỏ qua. Nam tranh luận là 60 tích tắc thì bằng 1 giây hay là 90 tích tắc thì bằng 1 giây hả cô? Đang hoạt động nào? Động này ạ. Các bạn trong nhóm chúng ta hãy thử hình dung xem kim dây đồng hồ chạy như thế nào. Tích tắc. Vâng. Chúng ta lấy vở ra và viết các công cụ đo thời gian mà chúng ta biết vào vở. Nhóm Vận Hà đã xong hoạt động hồ chưa? Rồi. Các cậu sẽ thực hiện lần lượt các bài tập 3, 4, 5, trang 65, trang 66 trong tài liệu. Làm vào vở trong vòng 18 phút nhé.
sách giáo khoa ra và xem bài 3, 4 và 5. Vận động 2 đã làm rồi. 3, 4, 5. Các bạn còn gì không hiểu nữa không? Ở hoạt động. Bài 3 các bạn còn gì không hiểu không? Có là 1 phần 4 thế kỷ bằng bao nhiêu năm? Đầu tiên cậu phải giúp tớ đổi một thế kỷ thì bằng bao nhiêu năm. Rồi chúng ta sẽ thực hiện như cách tìm phân số của một số là lấy số thế kỷ đó nhân với 1 phần 4 thì chúng ta sẽ ra được bao nhiêu năm. Có hiểu chưa? Các bạn còn gì đề xuất mà không biết không? Vậy thì bạn Nam sẽ biết 2 phần 3 ngày thì bằng bao nhiêu giờ? 2 phần 3 ngày đầu tiên ta đổi là 2 phần 3 ngày ta đổi là 1 ngày. 1 ngày thì bằng? 24 giờ. Rồi lấy 24 giờ nhân với 2 phần 3. Các bạn hiểu cách làm chưa? Rồi. Vậy thì bây giờ mình làm bài vào vở. Chúng ta sẽ thực hiện bài 3, bài 4 và bài 5. Ai có thể giải thích được cho tớ tại sao 1 phần 4 thế kỷ bằng 25 năm? 4 tháng. Là 1 thế kỷ là 100 năm. Tớ lấy 100 nhân với 1 phần 4 thì tớ ra 25 năm. Rồi. 1 phần 3 năm. 1 phần 4. Một năm có 12 tháng. Tớ lấy 12 chia cho 3 là 25 năm. Rồi. Phần B. Phần B 25 năm. Một năm có 12 tháng, 1 phút bằng 60 giây, 2 phần 3 ngày bằng 16 giờ, 5 phần 6 giờ bằng 50 phút. Thế giải thích cho tớ tại sao 2 phần 3 ngày lại bằng 16 giờ? 2 phần 3 ngày thì là 1 ngày là có 24 giờ, tớ lấy 24 nhân với 2 phần 3, tớ ra 16 giờ. Rồi, thế còn hả gì? 5 phần 6 giờ tại sao bằng 50 phút nhỉ? Cho tớ 1 giờ có 60 phút rồi 60 chia 6 bằng 5 phần 50 phút. Rồi, tiếp tục. Tớ đã thực hiện xong bài 3. Thực hiện.
kết quả của tờ phần A một tuần lễ có 7 ngày. Các bạn xong chưa? Bây giờ một phần A mời một bạn báo cáo giúp tớ. Là bạn gì không? Đọc to lên này. A là một tuần lễ của 7 ngày, 1 giờ 60 phút, 1 phần 4 thế kỷ 25 năm, 1 phần 3 năm bằng 4 tháng, 1 năm bằng 5 bằng. Rồi. B hả? Ừ đúng rồi. Mời bạn Nam giúp tớ báo cáo phần B. Tớ ra 1 năm bằng 12 tháng 1 phút bằng 60 giây, 2 phần 3 ngày bằng 16 giờ 50 phút. 5 phần 6 giờ bằng 50 phút. Đúng chưa? Các bạn nhất ý kiến của bạn Nam không? Có. Bây giờ mình chuyển tiếp là bài 4 vào giờ vở chữ tớ. Bốn phút thì là
40 giây. Ta lấy 240 giây cộng với 24 giây thì ta 264 giây. Rồi. Phần B theo tớ là 175 giây sẽ bằng 2 phút 55 giây. Tại vì là theo tớ 1 phút sẽ có 60 giây, suy ra 2 phút sẽ có 120 giây thì ta lấy 175 giây trừ đi 120 giây thì sẽ ra 2 phút 55 giây. Được chưa? Và là gì? Cộng 76 phút. Cực của tớ sẽ bằng 1 giờ 16 phút tại vì là 60 phút tức là 1 giờ 16 trừ 60 còn trừ 16 là 1 giờ 16 phút. Rồi. Thế còn 17 tháng 1 à 17 tháng bằng 1 năm 5 tháng gì? 1 năm có 12 tháng 17 trừ 2 là 18. Hai bài vừa rồi có bạn nào làm sai câu nào không nhỉ? Có bạn nào làm đúng không? Đó là đúng rồi thì tớ cũng làm sai câu này. Rồi xuống làm mình làm bài tiếp theo nhá. Lớn hơn đơn vị bé thì chúng ta sẽ nhân bao nhiêu? 60. Được chưa? 3,4. Rồi, vậy 2 phút 54 giây sẽ ra 29 phút. Rồi, thế 3 giờ 24 phút sẽ ra 3,4. Rồi. Xong rồi. Bây giờ vừa nãy thì tôi đã cho các cậu nhắc lại cách đổi từ năm ra tháng, từ giờ ra phút và từ phút ra giờ, đúng không? Muốn đổi từ năm ra tháng thì ta sẽ làm thế nào? Năm ra tháng thì ta lấy năm ra tháng làm thế nào nhỉ? Năm ra tháng ta đi chia cho chia hai nhân nhóm bạn bè thì hai thập tú nhóm nhân với bao nhiêu? 12. Nhân bao nhiêu? 12. Rồi. Thế còn muốn đổi từ phút từ giờ ra phút, giờ ra phút thì nhân 60. Đúng rồi. Đúng. Thế còn muốn đổi từ phút ra giờ, từ phút ra giờ chưa có chưa có hội. Đường Dương có thể làm một Thảo ở nhóm hội làm không chưa? Rồi. Thế là không muốn nhắc ở đâu không? Thế không. Nhóm đó là không rồi. Bây giờ tôi sẽ đi chia sẻ và trợ giúp các nhóm của các cậu. Thế các cậu đã đạt được mục tiêu chưa? Đúng rồi, thế là 100%. Sự đánh giá xong hết rồi á. Thế để tôi xem nhá. Chú Huy cậu thử
xem đạt được bao nhiêu phần trăm mục tiêu. Tớ là 99 á. Tại sao 1% kia lại không đạt được? Vì phần bài 1 tớ các bạn là đã chơi là chơi rồi, vì lúc mà là bài tập thì tớ anh nhận bài 1. Nghĩa là nếu mà chơi chơi xong là hoạt động 1 đúng không? Thì mình sẽ là hoạt động 2, là nhóm hoạt động 1. Rồi, thế mới nhóm trưởng, cậu đạt được bao nhiêu phần trăm mục tiêu? Tớ đạt được 100% mục tiêu. Cậu khá là tự tin nhỉ? Tại sao cậu lại nghĩ là cậu đã đạt được hết 100% mục tiêu? Bởi vì là tớ đã biết đổi các đơn vị đo thời gian, biết sắp xếp các đơn vị đo thời gian, biết viết các sở đo thời gian. Cảm ơn đoàn nhóm cậu nhé. Câu hỏi cho cậu vậy. Trong khi mà quá trình cậu làm thì tại sao cậu không nhầm lẫn? Bởi vì là tớ đã chú ý vào bài và tớ tập trung vào bài để tớ làm cho tớ. Tớ đã đọc thuộc bảng đơn vị đo thời gian. Có thể lưu lại đơn vị đo là giây, giờ, giây, phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm, tổng đài được bao nhiêu phần trăm rồi? Đài được bao nhiêu phần trăm? 99% mỹ đồng. Tại vì đó thực chất đó là vẫn còn hơi xa, còn chưa biết, vẫn còn chưa đúng cái lắm thì. Nhưng mà cậu phải là 100% rồi chứ? Sau khi mà được các bạn và cô nói điều cậu thắc mắc thì cậu có phải đạt được 100% chứ? Bây giờ chúng ta đi giải thích nhé. Thứ bảy trả bài về kinh nghiệm. Nhớ cậu ơi, hoàn thành xong bài năm nhớ. Đóng của tớ còn đợi các bạn đang gửi trả bài cho nhau. Đấy, cái cuối cùng gửi cho mày. Nguyên, tớ hỏi cậu. Qua bài học hôm nay thì cậu thấy mình đã đạt được bao nhiêu phần trăm bài học? Tớ nghĩ là 100%. Vì sao? Tại vì là nghĩ là tớ đã nhớ được các cách đổi từ ngày ra tháng, từ tháng ra năm, rồi là từ ngày ra tháng, từ tháng ra năm, và tớ cảm thấy rất là tự tin với kiến thức mà bản thân tớ có. Tại vì cậu đạt được bao nhiêu phần trăm kiến thức? Tớ thì 100% rồi. 99% tớ đạt được 99% tớ đạt được kiến thức, bởi vì là vẫn còn là vài cái đổi thì tớ cũng chưa thể làm được. Vậy thì sau khi mà có được bạn hỗ trợ thì cậu đã đạt được 100% mục tiêu chưa? Mời bạn được biết là bạn đã đạt được mục tiêu bài học ngày hôm nay chưa và đã đạt được những phần nào? Thật sự tớ đạt được rồi, nhưng mà tớ chỉ đạt được 99%. Tại vì là tớ còn làm tính là cây lỏng, là cầm tay vào. Cảm ơn bạn. Mời bạn khá là ít nói cho lớp mình. Cô hôm nay cậu đã đạt được mục tiêu chưa? Cậu được bao nhiêu phần trăm? 98. Ừ. Tại sao cũng không đạt được 2% còn lại? Sai một cách ở bài 3. Ở cách tính ở bài 3, tại sao cậu lại sai? Rồi, cảm ơn bạn. Hỏi thêm bạn đã giải quyết được cái bài đấy chưa? Cô Hương, cậu đã giải quyết được cái hình đấy chưa? Và có lẽ là cũng cần nhờ sự trợ giúp của các bạn trong nhóm đúng không? Rồi, cảm ơn bạn. Mời bạn Phan Ngân. Theo tớ không phải là tự cao tự đắc, nhưng mà tớ chắc chắn là bài học này tớ đã đạt được 100%, vì là khi so với mục tiêu thì tớ đã viết lại các đơn vị đo thời gian sắp xếp, kể cả từ máy lớn từ lớn đến đấy, và tớ đã tìm được các công cụ để dùng đo thời gian, đổi số đo thời gian, biết quan hệ của nó một cách thành thạo, và tớ đã đổi được ra bằng số thực vật. Rồi, cảm ơn bạn.
Mời bạn Minh Anh nào. Theo tớ thì tớ đạt được trong mục tiêu. Đối chiếu với mục tiêu thì tớ cũng đã biết được các đơn vị đo, thời gian này, rồi là các đồ dùng để đo thời gian này, rồi là tớ đã nhớ được mối quan hệ giữa các số đo thời gian. Và tớ cảm thấy tự tin với khả năng kiến thức của tớ có. Cảm ơn bạn. Vậy là hôm nay gần như rất nhiều bạn lớp mình đã đạt được 100% mục tiêu và hoàn thành rất là tốt. Các bạn tự thưởng cho mình một tràng vỗ tay nào. Bây giờ mời một bạn hãy cầm tớ tờ lịch năm 2015 lên đây và giúp tớ hoàn thành một việc. Mời cho đây một yêu cầu. Mời bạn sau đi. Hoàng Duy lên đây. Bây giờ cậu hãy chỉ cho tớ xem. Đầu tiên biết cậu hãy nói tớ rằng là theo cậu biết thì tháng 4 này trường mình có sẽ ngày hội gì lớn. Theo cậu biết thì tháng 4 này trường mình có. Cô Đình Thế nhá, không phải là trường mình mà trong tháng 4 này cả nước mình đang chờ đón một cái ngày lễ kỷ niệm nào lớn. Em có thể dùng cái bút đỏ kia, em có thể khoanh tròn vào cái ngày này. Mình đang ở tháng nào? Cậu còn cách tính này nó khác không? Không, nó là
ngoài cách lấy ngày này, bạn ấy lấy ngày cuối cùng trừ đi thì sao tớ có một cách duy nhất nữa, đó chính là đếm của đếm ngày. Thế hai cách đấy thì cách nào nhanh hơn? Cách thứ hai. Bây giờ chúng ta lên chọn cách nào? Tính tính. Bây giờ xin mời các nhóm trưởng của các nhóm hãy cầm bảng nhóm bên trên này giúp tớ làm việc. Nào, nhóm trưởng của các nhóm nhé. Bên đây. Đấy cầm đây. Mang lên. Đúng không ạ? Quần. Các cậu hãy thảo luận trong vòng 20 giây và để sắp xếp thứ tự của những căn nhà thôi không này. Theo thứ tự nào? Theo thứ tự nào? Rồi. Nhóm thời gian có thể mời các bạn đứng ra một chút tí nữa, có sẽ có câu hỏi dành cho nhóm thời gian. Mời bạn đọc thứ tự này nào. Thứ to nhá. Thứ là giây phút giờ ngày tuần tháng năm thế kỷ. Đúng thế nhở? Bây giờ các bạn hãy chia đổi thành từ lớn đến bé nào. Bắt đầu. Lớn đến bé. Các bạn nhìn lên đấy. Anh nhìn lên đấy. Các bạn đọc to. Mời bạn phục. Thế kỷ năm tháng tuần ngày giờ phút giây. Đúng chưa nhỉ Hùng? Rồi. Thế là này cậu có thể làm cái gì nhất? Theo cậu thì làm cái nào thì nhất? Theo cậu thì là chúng ta không nên bỏ thời gian. Mỗi phút chúng ta nên tận dụng. Nó phải là đúng cách. Bởi vì là thời gian đã trôi đi thì không bao giờ trở lại. Một câu trả lời rất là hay, mời các bạn thưởng cho Minh Anh. Đây Minh Anh đến Úc. Tớ mời bạn hãy chốt lại tớ mục tiêu của bài học ngày hôm nay và xem lớp mình đã hoàn cả toàn lớp mình nhá, đã hoàn thành được mục tiêu chưa, hoàn thành được những phần nào nào. Ở tớ thì so với mục tiêu thì tớ sẽ đánh giá lớp mình là trong tiết học vừa rồi lớp mình nghĩ là một số bạn đạt 98%, nhưng tuy nhiên tớ đánh giá lớp mình đã đạt 100% mục tiêu của tiết học, bởi vì là những bạn mà đạt được 98% đó 2% còn lại các bạn sẽ được các bạn khắc bù lại cho vì các bạn ấy đã trợ giúp. Và tớ nghĩ là ngày hôm nay lớp mình đã cùng nhau học một tiết học rất là thành công và tớ mong lớp mình các tiết học tiếp theo sẽ phát huy và tớ muốn lớp mình sẽ được nổ một tràng vào tay nữa để chào đón một tiết học rất tốt nào. Bây giờ mời cả lớp nghỉ, trước khi nghỉ thì cô muốn là cả lớp cùng hát to một bài nào. Hòa ra nhịp nào. Cả lớp nghỉ. Yeah.
lớp.